tiếng Linh ở lại làm biểu tượng hay ra đi để có tiền bạc và quả bóng vàng. Năm 2022, tiếng Linh đã chơi cực hay trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng anh lại không thể giành quả bóng vàng Việt Nam bởi nguyên do được cho là chơi quá tệ trong màu áo câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Tương lai của tiếng Linh tiếp tục là chủ đề nhận được sự quan tâm của dư luận trong vài ngày qua. Đã có rất nhiều đồn đoán tiếng Linh sẽ rời B. Bình Dương để tìm bến đậu mới đầy tham vọng hơn. Tiếng Linh được xem là ngôi sao duy nhất mà đội bóng đất thủ đang sở hữu. Thậm chí, người ta ví tiếng Linh như một biểu tượng của B. Bình Dương. Bản thân cầu thủ 26 tuổi này cũng đã có những thành tựu nhất định khi khoác áo B. Bình Dương. Dù vậy, nhiều người cũng cho rằng, thành công mà tiếng Linh có được như giành danh hiệu quả bóng đồng Việt Nam 2021. Quả bóng bạc Việt Nam năm 2022 chủ yếu đến từ nỗ lực trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cũng phải nói lại năm ngoái, chuyện tiếng Linh về thứ hai trong cuộc đua quả bóng vàng sau Văn Quyết đã gây lên sự tranh cãi trái chiều trong những lá phiếu bầu và cả tiêu chí vinh danh cho người xứng đáng nhất. Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ tiền đạo quê Hải Dương bị trượt bóng vàng là do thành tích tại câu lạc bộ của anh quá kém. Thực tế, vài mùa qua, có cảm giác tiếng Linh không hạnh phúc khi đội bóng của mình gần như chỉ biết phấn đấu trụ hạng. Mùa giải năm nay, B. Bình Dương đã sống trong sợ hãi khi đối diện với viễn cảnh xuống hạng. Thật may cho họ, bi kịch ấy đã được chuyển sang cho SHB Đà Nẵng. Với bản thân tiếng Linh, anh vừa trải qua một mùa giải khá tệ khi chỉ có 3 bàn thắng sau 14 trận cho Bình Dương. Tiếng Linh sẽ rời Bình Dương với mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp. Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây với truyền thông, tiền đạo 26 tuổi đã không ngần ngại bật mí về tương lai của mình. Theo đó, anh xác nhận mình sẽ sớm có buổi làm việc với lãnh đạo câu lạc bộ và mong muốn thi đấu ở một môi trường giàu tính cạnh tranh hơn. Hiện tại thì hợp đồng giữa Linh và B. Bình Dương đã hết hạn. Trong thời gian tới Linh sẽ có buổi gặp mặt để làm việc với câu lạc bộ chủ quản. Linh muốn có môi trường tốt hơn, giàu tính cạnh tranh hơn, có mục tiêu rõ ràng hơn. Hy vọng là ở mùa giải mới mọi người sẽ thấy tiếng Linh khác biệt hơn so với mùa giải năm nay. Tiếng Linh cho biết. Tiếng Linh cũng nói rằng, anh sẵn sàng ra nước ngoài thi đấu và muốn bản thân có được những thử thách mới. Thế nhưng khả năng xuất ngoại của tiếng Linh là rất thấp. Tuyển thủ này cũng không nhận được sự quan tâm của các câu lạc bộ nước ngoài như những đồng nghiệp khác. Nhiều đoán định cho rằng, Công an Hà Nội sẽ cái tên có thể đáp ứng được mọi yêu cầu thủ tiếng Linh nếu anh rời B. Bình Dương. Tất nhiên, mọi thông tin chỉ dừng lại ở tin đồn. Đội bóng đất thủ không dễ để cho một cầu thủ quan trọng như tiếng Linh ra đi. Làm một cầu thủ chẳng còn gì vinh dự hơn khi được đội bóng xem như một biểu tượng. Thế nhưng, chỉ làm biểu tượng hay người hùng không ngai thôi có lẽ chẳng ai muốn ở lại. Câu chuyện chung quy lại có lẽ là nằm ở sự đầu tư của B. Bình Dương ở mùa tới và đội bóng đất thủ sẽ trả bao nhiêu để giữ chân tiếng Linh. Cái này sẽ phải chờ và hẳn tiếng Linh đủ thông minh để hiểu, anh mong muốn điều gì ở bản hợp đồng ở độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ.